bảng xếp hạng bóng đá SEA Games 32, U22 Thái Lan, Campuchia tạm dẫn đầu 2 bảng. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam xếp sau U22 Thái Lan ở bảng B, trong khi U22 Campuchia tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Tối ngày 30 tháng 4, U22 Việt Nam đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở lượt trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Với 3 điểm đầu tay tại SEA Games 32, U22 Việt Nam tạm thời đứng thứ 2 bảng B sau U22 Thái Lan do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu mở màn bảng B diễn ra vào lúc 16 giờ cùng ngày, U22 Thái Lan dễ dàng có được chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 4, bóng đá nam SEA Games 32 khởi tranh bằng 2 trận đấu ở bảng A. Trong đó, chủ nhà Campuchia gặp Timor-Leste còn Indonesia gặp Philippines. Chiến thắng đậm 4-0 trước Timor-Leste giúp Campuchia tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Đội tuyển Indonesia tạm xếp thứ 2 sau trận thắng U22 Philippines 3-0.